Mình quay một vòng cái camera cho các bạn coi luôn, đảo đi tìm cái vị trí cái hồ nó nằm ở đâu nè. Nhớ là ở đây nó có một cái hồ rất là đẹp. Đây, ở đây nó có một cái hồ. Chút xuống cái hồ này. Giờ bay lên cao nữa cho anh em coi nè nha. Dạ. Yeah. Đây là cái thông số còn nãy giờ mình muốn qua thì bấm nó qua. Nó đang di chuyển qua nè. Đó, thấy không? Còn đây là lên xuống, này là mình muốn lên bấm nút lên. Còn bên này là camera nó sẽ đảo nè, bên sau này thấy không? Thấy không này? Camera nó sẽ đảo. Đây bây giờ mình sẽ quay một vòng, camera nó sẽ quay một vòng cho các bạn coi nè. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hồ. Đây là cái hồ thì camera đang tiến về cái hồ đây. Đó, con Flycam đang bây giờ mình sẽ đẩy tới nó đi tiến về cái hồ cho các bạn coi. Vị trí nó cách chúng ta là 30 mấy mét, 18 mét. Nó đang đi xa chúng ta là 25 mét đây. Đây nó tiến về cái hồ. Độ cao là 153 mét. Cách vị trí chúng ta đang đứng là 167, 67, 69 rồi. Rồi đi với tốc độ là 12 km/h. Đây là cách vị trí chúng ta đứng này. Hồ này nó hơi bị đỏ. Có nhà thờ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình chỉnh camera nó chút xuống chút xíu cho nó đẹp này. Rồi bây giờ là cái nút đây là quay phim. Giờ mình đi tới luôn cái nhà thờ luôn. Pin của chúng ta hiện tại là 87%. Đẹp không? Zoom vô đây. Bản đồ chúng ta đang đi, còn Flycam chúng ta đã đang đi đây này, bấm như này nó quay trở lại đó, thấy không? Cái nút này là để thu âm luôn, quay được cái màn hình nè, giờ mới biết. Rồi thả tay ra, tao không thấy đường nữa. Rồi con, rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo qua một vòng cho các bạn coi luôn. Đang đi lướt qua cái hồ. Cách vị trí chúng ta 1.300 mét. Bây giờ mình quay con Flycam theo cái chiều của hồ để mình tìm. Mình nhớ có cái nhà thờ đây, chúng ta đang đến đối diện cái nhà thờ đây các bạn thấy không? Đẹp quá. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tắt quay. Đó. Chúng ta sẽ đi tới. Rồi bây giờ camera chúng ta sẽ chốc xuống một chút xíu để tìm cái vị trí chúng ta nhìn thứ ở dưới nước ở này nó có cái gì. Hai người họ đang Đó, người dưới đó là chạy chút chút. Bây giờ chúng ta lui lại coi. Rồi bây giờ chúng ta xoay camera một vòng để coi tìm ở trong đây nó có cái gì đẹp không. Ok, đây là chúng ta đang hướng cái mũi tên ta quay về hướng chúng ta đang đứng. Rồi quay camera một chút xíu coi. Cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi lui. Ok, chúng ta sẽ đi về hướng của mình, đi lại. Rồi cách là một cây số, không biết nó đang ở đâu luôn. Không biết ở đâu trong cái lộ trình này. Và chúng ta quay camera một xíu để các bạn coi là cảnh nó cũng khá là hùng vĩ. Chúng ta sẽ hạ độ cao tới chỗ này, chúng ta hạ độ cao một xíu. Hạ độ cao anh. Quay camera xuống để các bạn coi một xíu. Ồ, phía dưới. Đang hướng về chính chúng ta. Rồi bây giờ mình quay camera một vòng nữa cho các bạn coi là đang quay cái gì đây. Cái đây là cái gì không biết nữa. Hình như là cái con mương hơi cái gì đó. Rồi chúng ta sẽ quay về. Không, chúng ta đang đi xa rồi. Quay lại. Pin còn rất là nhiều. Nó còn có nhiều chế độ bay lắm mà mình không có biết được. Bây giờ mình sẽ bay theo cái con đường này ha. Bay theo con đường này, tới nữa nó tới con đường này mình sẽ bay theo con đường để các bạn coi luôn. Đây là cái dòng xoay. Đúng rồi, bay theo con đường nha. Tính gì ta? Tính chưa? Chưa chín không? Hạ xuống xíu. Rồi bung lên. Nó đâu gần đây. Thấy ở đâu không? Rồi bây giờ chúng ta quay về. Đang cách vị trí của chúng ta là cũng khá là gần này. Đây. Rồi bây giờ mình đứng đây mình tỉ ở dài đường đi. Ô, có cái chùa kìa. Đây này. Đi qua cái chùa coi. Cổng chùa ở đâu rồi? Nó đang tìm cái cổng chùa mà. Đang đứng trên đầu mình đúng không? Đúng rồi. Quay camera một vòng. Con chỗ kia là gì ta? Đây này. Gì đó, đó là gì ta? Đẹp không? Má đến nữa, còn 40% pin nè, thử coi. Ok, quay một vòng coi cho anh em coi camera coi xíu rồi quay về. Rồi, đúng vị trí trường xíu nữa. Rồi quay về. Rồi đang cách chúng ta là bị lố này, quay lại này. Rồi quay một vòng cho anh em coi luôn rồi hạ xuống nha. Ok, hạ xuống. Ra tích mù khơi. Ừ, đủ xa chứ. 200 m nè. Hồi nãy quay được phút rồi, 10 phút mấy rồi không? tay mình bấm. Này chắc khu quảng trường ao cá Bác Hồ vậy đó. Mình liều mình chơi phát nữa rồi. Rồi giật lại nha các bạn nha. Đã về. Binh còn nhiều, đã không phát nữa. Đó là tới kia nè, hết pin đang sợ.